ngày rằm nữa cái hàng đồ chay á, đông chay mua được một số món. Căng hết luôn. 6 ngàn đi 6 ngàn.
10.000 đi. Cái này 10.000, 20, 45.000. Có chè đâu. Rồi rồi, giờ lấy cho cô ba. Yeah.
đây nghe cô bán lắc nghe cô vậy. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Có gì con đi chợ này thì con ghé cô. Dạ. Thỉnh thoảng con mới đi. Dạ, chào. Rồi thôi. Đi tiếp tục hành trình với hai cha con. Chè nấu vậy khéo là nước cốt để ghi.
Trang mới đi chợ về thì hôm nay cả nhà sẽ nấu một bữa cơm chay trước cúng rồi sau cả nhà cũng ăn. Đây là đậu hũ nè, đậu hũ, cái này là heo mấy quý vị, nó sẽ ngon hơn chả lụa nha. Heo, cái này là tàu hũ kia lá nè, cái để trên cho quý vị coi cái sản phẩm mua, nó là như vậy. Cái ngày mình bảo quản thì để tủ đông chứ không để lâu được. Ngâm nước cái nó sẽ bởi vì cho ngâm nước rồi nó mới được thành một món vậy đó. Và cái này cũng là nó luôn, cho ướp muối, ướp hạt nêm, ướp xíu hạt nêm rồi cho nó vừa ăn để hơi chiên nó phồng lên. Thường thường mà mấy cái tô hủ tiếu, bún riêu hay là bún măng đồ chay á là người ta có cái miếng chiên giòn lên là nó đó quý vị. Còn cái này là nấm mèo với cái này sườn non quý vị ơi, sườn non một hai chén ướp để chiên nha, muối xả ớt chiên. Nấm mèo đó Trang dòng khổ qua đó, Trang sẽ làm một cái chả chay giống như chả cá gì đó, mình dòng khổ qua canh, khổ qua hầm, khổ qua lựa mấy cái mà nó nở ra. Tôi thấy cái này nó to to vậy nó bớt đắng. Mà Trang luộc trước thì lỏng mã nó không có đắng đâu, luộc bỏ cái nước đắng hết à. Thì bắp non cũng nấu chung luôn, do nó là đồ chay nên Trang sẽ dùng rau củ quả nhiều loại vô, bắp nè, cà rốt nè, ngũ cải trắng nè, các loại nấm rơm để cho nó ngọt nước cái gì. Còn cái này là uống tàu Trang ngâm nha, một hơi Trang bầm vô, Trang trộn mấy cái nhân khổ qua hầm. Rồi trước mắt bạn vậy, còn hủ này Trang cũng sẽ kho một cái nồi đồ chay á, rồi bắt tay vào làm với Trang nha. Dày cái sắc mỏng đó là khổ qua xào hộp dịp đó. Đồ chai á, con nhớ nè, lúc trước là bạc của cỡ, không biết phải Đà Lạt không hay Trung Quốc nữa. Lựa dữ lắm rồi đó, có người chỉ con lựa, có con lựa đúng không. Cái này nấm ngâm ở trong ngâm nước muối nè, để xả ra nữa. Nấm này nấm vườn quá nè, nấm mình xưa nè, nó có cái loại nấm rơm bự á mà con lâu quá không ăn, con không biết nó ngon không nên thôi con rửa bóp tóc 7% cái gì dễ. Giờ Trang xắt cà rốt để mà kho với nước canh cho cái màu nó đẹp quá nha. Đây là nấu canh. Nấu canh thì sắc mỏng. Cái này Trang sắc để kho.
hơi sắp dày hơn xíu. Này là củ cải, vừa nấu canh vừa kho luôn. Cháo ngọt nước quá vậy. Này sạch để kho quá vậy. Kho nước tương ngon lắm, củ cải mà kho nước tương dễ ăn lắm. Ngọt lắm. Hạnh giờ cái cổng to lắm nè. Hồi ngày xưa cổng nhỏ lắm nha thơm. Cổng thương. Cái này là nấm mèo. Ngâm rồi. Nó nở hết trơn rồi cái gì. Xóc ra. Để mà dầu có qua. Cái gì người ta làm chè bưởi giờ cái gì ta làm bằng cái nấm mèo trắng này chứ không phải nấm mèo đen này. Mình thèm chè bưởi mình mua. Mình cứ khen ngoài sao đâu. Vẫn nhiều. Thơm lắm. Chai mà nó thơm, rau củ quả. Cái bún tàu ăn nó lại giống gì tâm nhĩ luôn. Nhìn thấy sợ. Nó dai đó. Thì nó là vậy. Tàu hủ tiêu lá. Nó là cái chân có còn clip nấu ăn của nước ngoài á. Nó là như là cái ván của sữa đậu nành. Rồi đem vớt lên mà phơi. Vì chân bầm ra. Để mà chân làm cho nó, chân dồn cái hủ qua hầm á. Một phần là cho nó ngon, phần lại là cho nó dính. Cái này là miếng hem nè quý vị. Chai cuốn miếng cá này sao, tại chai cuốn không làm được chai. Cái gì hết nhớ. Nó ngon hơn chai lụa. Bây giờ cho sắt để mà chan kho. Tính bỏ vô trong chả miếng cho nó ngon nè. Chớp rồi, chớp rồi. Chớp vậy đi. Kho. Cái này thì nó dẻo nè. Không biết dùng từ sao nữa. Nó có độ dính. Chân bầm xíu, chân trộn trong cái chả dòng hổ qua. Đồ chai nó nhiều loại lắm vậy. Mình không có dành. Này ngon lắm nè. Giống như thịt tâm.
giống thiệt nè, ngon ghê nè. Cái gì nhìn đầy xa lắm, thật không á. Chai kiểu này chết rồi, tôi tưởng như là chết rồi. Đây là hà hủ, sáng có hai loại, một loại trắng trong, một loại ngà ngà, trên trong cái ngà ngà. Và nó đặt cái kia cho nó mịn quá. Trên nghi ngờ. Cái này thì trên làm chả nè, còn cái này trên sắt để mà chiên sơn cái rồi mới thôi nè. Dương sắp cái này nữa nè. Nắp gom gom chẻ đôi nè. Rồi bây giờ chẻ ra cái gì cái nó nhỏ này kho lắm nha. Thì hụt nãy giờ thì giờ bắt đầu tới công đoạn quan trọng lắm vậy, làm chả trước khi mà bớt cái bà hủ gì đây. Hai chắc dễ nha, cá tay được nè, có gì ăn rồi giống cá thác lát chưa quý vị. Mẹ cười rồi cho hết cái dĩa này vô bánh mèo hết rồi. Này là hem mà nãy mình bành, bún tàu với tàu hủ phi, thanh nhĩ. Xíu hạt nêm quý vị. Một xíu tiêu. Hành với ngò, băm nhuyễn. Đường sợ nó ra nước thơm quá, miếng hồng ngọt nữa. Bột bắp quá vậy, làm xíu nữa, đừng để bột năng nó bị chua. Luộc khổ qua cho nó bớt đắng. Cái này là sườn đâu chàng nghe nè, nghe nói nó làm bằng bạc hà nhưng mà nghe nói thôi như cái gì. Trời chết được cái làm nữa chứ. Giờ chân xé ra đằng chiên. Luộc cho nó gần, nó gần chín luôn á. Gì còn xanh như vậy đây là vẫn còn đắng nha. Làm cho nó tới hàng làm lớ là lợ sợ vợ là ăn không được đâu. Rồi bắt đầu dòng khổ qua nữa. Bây giờ cái này là cái khổ qua trên dồn xong rồi. Cái này dư để chăng đi hấp chứ để vô nồi đó thành canh khoai từ đi. Cười mày cười luôn đó. Rồi bây giờ cho cái này vô nồi nước súp trên. Cho hết không? Cho bắp cái này nè. Cho hết đi. Mấy cái kia nó gục chưa. Rồi cái này nè quý vị, công dụng của bắp là để ngọt nước thôi. Chàng không có xương nóng gì hết, chàng nóng vậy. Chứ không phải canh khổ qua mà có bắp. Tại vì nó được chơi trong chế đi. Bắt đầu bỏ khổ qua vô hành. Có thể một chút chàng sẽ dốc bắp ra thôi. Thank you.
nấm rơm nè, củ cải trắng, củ cải đỏ, bắp năng vô luôn. Nêm nấm chay. Xíu đường phèn. Xíu tiêu. Không hấp được thôi nó thành canh ngoài tự này cũng thành cho nó sôi thì còn ít kho cái này nữa, còn chiên cái là hủ luôn với kho được. Họ món chay cực kỳ tái đừng nha mẹ, mẹ dễ bỡ nha mẹ, có gì đâu nữa vậy. Nó đừng có khuấy mạnh, khuấy mạnh rồi cái là hủ nó bị mẻ. Rồi phỏng con nêm được. Rồi đó giờ con nói em không nêm. Bữa nào nêm là phỏng cho nên là không có nêm bao giờ luôn. Hồi xưa giờ nó ăn nắp nêm á. Rồi bắt đầu chiên chiên cái tàu hủ phi lá. Dầu chưa thật sự nóng. Chiên này không nhanh nữa. Là cái hem cũng được, ăn chiên sao luôn. Mình khỏi chiên rồi.
Đúng chưa? Thank you.
mời quý bà cô chú anh chị các bạn nha, cùng dùng bữa cơm chay với gia đình Trang, và chúc mọi người có một cái mùa mà rằm tháng giêng được vui vẻ bình an. Gia đình thì cầu mong khỏe mạnh thôi. Chào cho anh. Giỏi này thường á, người ta nấu mấy cái món mà nước á, người ta hay chiên để cho còn một cái lát mỡ muối nhiều lắm, không mỡ mặn. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà cô chú anh chị và các bạn vào những clip sau.